bên đó có hay quýnh chồng con? Chưa có, không biết. Tương lai có hay quýnh không? Không, em hiền khô à. Dạ, thì em là người ham học hỏi, khá là hiếu thảo. Khuyết điểm của em là do cái thời gian sống tự lập khá là lâu, thành ra là cái việc nấu ăn của em thì tôi là biết. Tuy nhiên là không có được ngon, cũng như là cái những cái món ăn của mình cũng chưa có được hiểu nhiều á. Thở bình thường, không sao đâu. Nói chung là bình thường, không sao. Gì vậy, gì mới có một chút xíu. Mời nhà trai. Rồi. À. Mời nhà gái. À, thì giới thiệu về mình đi em. Dạ rồi, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Trọng Vũ ạ. Em năm nay là 37 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là y sĩ ạ. Rồi học bao nhiêu năm mới thành bác sĩ? Dạ là 4 năm nữa. 4 năm nữa ha. Dạ. Rồi em có đang tính tới chuyện học 4 năm nữa không? Dạ có ạ. À rồi, ha, một cái tương lai tốt đẹp đang chào phía trước nha. Em làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình? Dạ. Rồi quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Huế. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. À, xin chào quý khán giả, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cũng như nhà trai. Em tên là Phạm Thanh Kiều, năm nay em 32 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Hiện tại là em đang làm phiên dịch tiếng Nhật và đang làm ở quận Bình Thạnh ạ. Hajo gozaimasu. Sushi. Có Toshiba luôn không? Toshiba. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi em. Dạ, thì em là người ham học hỏi, khá là hiếu thảo. Khuyết điểm của em là do cái thời gian sống tự lập khá là lâu, thành ra là cái việc nấu ăn của em thì tôi là biết. Tuy nhiên là không có được ngon, cũng như là cái những cái món ăn của mình cũng chưa có được hiểu nhiều á. Rồi em ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu bia, với là ham chơi thể thao. À, khuyết điểm của em là ít nói. Khám như ghi thôi chứ không có nói hả? Dạ. Trời ơi, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ, mối dài nhất là được 1 năm. Dạ, vì là cách trở địa lý. Dạ, em ở Huế, bạn em ở Hà Nội. Cũng đâu có xa lắm đâu. À, miền Trung, miền Bắc thôi hả? Dạ. Mình bao nhiêu mối tình cưng? À, dạ, nếu như tính chính thức thì chỉ có một mối tình thời đại học thôi. Sinh viên năm 2, lúc đó thì bạn cùng ngành và cùng lớp thì có ngỏ ý làm quen. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó, thì thấy hai bạn cũng là còn trẻ, với lại cái việc học cần phải tập trung hơn. Mê học không yêu. Em mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, là vui vẻ, hòa đồng. Vui, quá vui. Cô đã hòa đồng luôn vui rồi đó lắm. Dạ, thích tóc dài. Tóc dài. Hơi gần có dài. Sắp dài rồi. 2 tháng nữa sắp là dài. Sắp sửa dài. Gì nữa? Dạ là không xăm mình. Có xăm mình không? Không có. Bác sĩ, anh y sĩ ơi, nhưng ngoài những cái điều kiện đó rồi, mình có mong muốn gì nữa ở người bạn gái tương lai không? Biết chăm lo cho gia đình hai bên, nội ngoại. Biết ăn ở với là đối xử chồng con trên dưới. Không quýnh chồng con hả? Dạ. À. Bên đó có hay quýnh chồng con? Chưa có, không biết. Tương lai có hay quýnh không? Không, em hiền khô à. Bây giờ em gái nè, em không thích đàn ông ở điều gì? À, đầu tiên là không hút thuốc. Cái thứ hai nữa là cái tính gia trưởng của mấy bạn nam. Bên kia khỏi có gì luôn rồi đó. Nói chung là có công việc ổn định để mà chăm lo gia đình và tương lai. Quá ổn định luôn. Dạ. Vậy thôi đó, chỉ có hiền nhát gái thôi. Mà cái tính nhát gái này là phụ nữ rất là thích nha. Bởi an toàn họ, đúng không? An toàn đúng không? Dạ. Ừ, được rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Y sĩ đi với ai? Dạ anh đi với cậu em ạ. Ha, cậu dạ, à. Chào cậu. Nói chung Vũ thì nó hiền lắm. Nói chung nó không có cha từ lúc nhỏ. Nó một mẹ một con à. Nó là con của bà chị ruột mình. À. Thì nói chung hai mẹ con sống, nói chung mẹ là đơn thân mới sinh ra thì mấy tháng thì ba nó mất. Nó nhát gái lắm, trời ơi, mỗi lần đi đâu tới ngồi mà giúp cái đêm giới thiệu lên tới nó ngồi co ro vậy nè. Đó, nãy giờ thì trang vậy đó. Cô gái bên đây có hợp với cháu của cậu không? Thấy cô gái bên này thì đồng ý thì cũng được, thì giống như căn bản thì hai người cho nhau cơ hội, chắc cậu thì đứng giữa thôi. Đúng rồi, ok, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ. Chào quý khán giả, chào MC Ngọc Lan, chào MC Quyền Linh.
Em làm việc với chị Kiều cũng được 5 năm rồi ạ. Thì em cảm thấy anh này cũng hơi hiền, hơi nhát. Chị Kiều thì hòa đồng vui vẻ hơn, thì em nghĩ hai anh chị sẽ hòa hợp với nhau, sẽ bổ trợ dạ, cho dạ. Nhau. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi rồi tính sao nha. Nhớ nha, mở ra khám bệnh liền, bạn gái bên kia ngồi y nguyên để bạn trai khám bệnh nha. Coi coi khám đúng chuyên môn mình, coi mình thoải mái không cái đã nha. Ok, mở rào. Nào, kiểm tra sức khỏe liền. Chuyên môn đâu? Chuyên môn. Không, ổng không dám qua luôn. Anh chào em ạ. Dạ, em chào anh. Có món quà tặng em ạ. Dạ, em cũng gửi anh quyển sách. Hy vọng là trong tương lai mình có thể học thêm nhiều điều mới và cùng tiến tới ạ. Anh cảm ơn. Dạ. Anh có cần anh kiểm tra rồi sức khỏe không ạ? À, dạ, em test Covid rồi, chắc khỏe. Tôi đề nghị tôi có cô em có bị qua này như hơi nhức đầu, khám tổng quát coi sao. À, nếu vậy anh xin phép kiểm tra tí nha. Dạ, chắc ổn. Kiểm đi. Thở bình thường, không sao đâu. Nói chung là bình thường, không sao. Gì vậy, gì mới có một chút xíu. Dạ, đang có nhịp tim. Có bắt mạch được không? Dạ, được ạ. Làm thiệt cho tới sáng quá. Khám nói chung là hơi yếu đấy. Hơi yếu hả? Dạ, hình như gặp được đối tượng nên hơi yếu ạ. Anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó. Đó, được rồi, rồi đó. Vô rồi đó. Vậy đi. Thoải mái lên nào Vũ. Hợp lý rồi đó. Rồi. Em có nhận xét anh như thế nào? Nói chung là về cái tính tình thì sẽ rất là phù hợp với một người làm người chồng, người cha tốt. Nhưng mà anh phải cố lên tại vì hiền quá. Anh mày có nhận xét gì về em không ạ? Thì em cũng vui tính, cũng hòa đồng đó. Nói chung cũng bổ trợ được cho anh về cái điểm đó. Dạ. Cho em hỏi là mình sắp học lên bác sĩ là mình đang chuẩn bị học hay là mình đang học rồi anh? Anh đang chuẩn bị học. Nếu như mình hợp nhau thì khi nào anh mới dự tính là sẽ kết hôn? Anh có thể vừa học vừa làm mà, vì cái này là anh chỉ học lên thôi. Nói chung là vẫn có thể vừa học nè, vừa làm y sĩ nè, rồi vừa làm chồng được. Đúng rồi, nên là vừa học vừa làm vừa lấy chồng luôn. Cái gì lấy chồng? Lấy vợ luôn. Vũ chừng nào muốn lấy vợ nè? Dạ, nếu được thì sang năm em dự định là khi nào lấy chồng? Thì nói chung là sau cái cuộc gặp hôm nay mình tìm hiểu nhau, nếu như mình cảm thấy là phù hợp thì sang năm em cũng nghĩ đến cái chuyện kết hôn rồi ạ. Nếu sinh con đầu lòng là em muốn con nào? Trời cho con nào thì lấy con đó thôi, chứ em cũng không có cái quan niệm là con trai hay con gái. Nếu như sau cái kết hôn thì anh dự định là sẽ ở thành phố hay là mình về quê anh? Nếu em thích về quê thì anh sẽ đưa về quê. Vì ở ngoài quê anh cũng có chỗ đàng hoàng, nhưng mà chỉ có không có việc làm thôi. Anh muốn lập nghiệp ở thành phố. Dạ, vậy thôi mình lập nghiệp đi anh chứ. Vậy về chi? Không có việc làm khổ lắm. Đúng rồi. Quê anh gì cũng có, chỉ có việc làm là không có. Sao anh không có ý định đón bác vô đây? Anh cũng có ý định đón vô mà bác không chịu. Bác nói thôi, ở quen ngoài quen kia cuộc sống anh. Dạ. Mấy bác người lớn. Cái cô này có hỏi cái câu này em rất là thích nha. Đúng luôn á. Thì mình thích mà mình xúc động luôn á. Thật ra anh thấy cặp đôi này thế này nè, bạn này quá hiền luôn, hiền lắm luôn á. Mà em gái đó, nếu mà rung động thì đây cũng chính là người để em hướng tới ha. Anh này thì thật ra nếu xét về tương lai thì cũng ổn định đó. Nếu mà học lên 4 năm nữa thành bác sĩ, tương lai nó rộng, tương lai mở, nó rộng mở hơn nữa. Và có đôi khi là anh sẽ mở tiệm thuốc, em đứng em bán cũng được. Về chuyên môn thì anh có, nhưng mà về vấn đề mà giao tiếp hay là về vấn đề quan hệ xã hội đó thì anh rất là yếu, và điều đó em sẽ quản lý hết. Ngồi thẳng cái lưng lên coi. Ngồi thẳng cái lưng lên coi. Trời ơi. Em thấy sao nè? Dạ, hiền cũng là một điểm tốt. Dạ. Đúng rồi. Việc quan tâm với gia đình với lại cái tương lai ổn định nó là một cái điều quan trọng hơn. Nhưng mà hiền quá, điểm con không tốt lắm. Em sẽ bù lại phần này cho. Được. Hay quá. Chịu em gái chỗ đó đó. Tôi thích cô gái này quá đi. Bây giờ nè, Vũ, nào, bước tới rồi.
nắm tay cô gái đó, nhìn thẳng vào, muốn cái gì nói cái gì nói lớn lên. Nếu được thì em sẽ cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu nhau rồi mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Đứng đó Nguyên, đứng Nguyên, đứng Nguyên. Bây giờ hỏi Vũ nè, trong trái tim mình có một chút gì rung động với cô gái đó không? Dạ có. Thích không? Dạ có. Thật ra con người gái kia là em rất cần những người phụ nữ như thế đó. Đúng cơ hội luôn á. Quan trọng cô có bấm nút hay không thôi. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ hai bên để tay vào nút bấm các bạn. Các bạn sẽ tự quyết định bấm nút hay không bấm. Bấm là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Bấm mà cũng chậm nữa. Không nắm tay à? Thấy chưa? Thấy tội nghiệp gái, không nắm tay hả? Lúc đó mới bấm, mới nắm. Tương lai phải trở thành bác sĩ nha Vũ nha. Tương lai phải mạnh mẽ hơn nữa. Tương lai phải đi cùng với cô gái này. Em cảm ơn anh. Vũ có muốn nói điều gì với mẹ của Vũ không? Tại vì chị biết là mẹ sẽ là người vui nhất trong ngày hôm nay. Mẹ ơi, con đem con dâu về cho mẹ nè. Cậu cười rất hạnh phúc luôn á. Chính cậu là người rất là lo bởi vì cậu đang rồi là cưu mang cháu đó ha. Cậu rất là hạnh phúc luôn á. Nói với cậu điều gì đi Vũ. Dạ, con cảm ơn cậu ạ. Thôi được rồi, thật ra phải cảm ơn em gái. Em bấm nút là thật ra anh rất là vui đó. Hai bạn này làm tôi xúc động quá, tôi tặng quà thôi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Cố lên nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn quý vị, như vậy là hai cặp đôi chúng tôi đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đó là niềm vui của chương trình, còn bây giờ chúng tôi... Này mà về ở chung là vui vui vẻ cả ngày vui đó. Nữa. Chào em. Dạ, em chào. Cái mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm. Có duyên à? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Nhà trai sao? Được tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Một cái nét đẹp của người gọi Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa manh ghép như thế nào? Mời bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hùng Viễn, em đến từ Quảng Ngãi. Em sinh năm 96 ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh. Em đang có một cái cửa hàng nhỏ ở Tân Bình. Kinh doanh về hộp đựng giày dép và kệ gỗ đa năng. À hay quá. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kiều Minh Đức. Em sinh năm 1996, bằng tuổi bạn bên kia. À. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Đức? Em là chuyên về kinh doanh bên cái lĩnh vực là điện năng lượng mặt trời. À, à, điện năng lượng mặt trời bên kia là gỗ lắp ghép, bên đây là năng lượng mặt trời. Hộp đó, cái nhà là có hai thứ vô luôn. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đức? Hòa đồng với mọi người này, vui vẻ, nhiệt tình. Yêu thích chơi thể thao, các cái môn thể thao như là chạy bộ, rồi cầu lông, bóng bàn. Ăn nói lưu loát, nhiệt tình. Tốt. Yêu thích ca hát. Hay quá. Đấy, em thì sống tình cảm lắm, không có bao giờ ghét bỏ ai hay gì cả. Điểm yếu của em thì em thừa nhận là em hơi chưa được gọn gàng lắm. Chứ không nên nói bừa bộn. Đúng rồi. Nói bừa bộn thì cũng quá đáng, nhưng mà chưa được gọn gàng lắm. Có vợ thì sẽ tự gọn gàng thôi.
Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu mình là gì nè? Điểm mạnh của em là luôn luôn lạc quan và tích cực và cố gắng. Nói chung là mọi người hay nhận xét em là một cô gái là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, không có kiểu như không có bi quan trong cuộc sống, cái gì cũng cố gắng hết. Hai bạn này rất là yêu đời, đầy năng lượng, vậy là khỏe rồi. Bây giờ nè, mình hát bài gì cho nó vui vui không khí lên cái coi. Đến với chương trình hôm nay thì em xin hát tặng bạn nữ gái bên kia và khán giả trong trường quay bài hát là Cung đàn mùa xuân. Hay quá. Thật lớn lên nào. Em ơi vút lên một tiếng đàn, kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xin sao mùa vui đang nở rộ, mừng xuân chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la, mầm sống ta gươm giữa đời. Tay anh nâng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm chồi, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lòng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn. Thấy nhà trai tôi vui không? Cảm ơn khán giả. Vui tươi quá, dễ thương quá à. Em thấy ông trai hát sao? Dạ em thấy bạn hát rất là hay ạ. Này mà về ở chung là vui vui vẻ cả ngày vui đó nữa. Chào em. Dạ, dạ, mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm, có duyên à? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Mình hát lại bài mình trả lại cho người ta cưng. Em cũng có một bài hát tặng mọi người, tặng bạn Nam là bài Hồn Quê ạ. Rồi, Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng tôm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần, lòng vời vời xa xôi gửi lại kỷ niệm khốn đôi, thương cứ lắm ban chiều và mái tranh thố còn nằm nổi, cây mai che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu, lời nâng ngọt ngào cho nhau, tình nò hàng mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng. Yeah, được. Nhà gái hát cũng hay, cũng ngọt ngào, nhà trai cũng không kém. Chúc mình kiếm bài nào mình xong ca là xong. Đúng rồi. Nếu mà hợp lý mình bấm nút luôn. Bây giờ chúng ta bàn về tình trường của nhau đi. Dạ em có một mối tình ạ. Mối tình đó thì kéo dài đến 3 năm rưỡi. Sao chia tay? Thì khi mà trước khi quen á thì em có nói với bạn Nam là khi mà em đã quen mà trên 3 năm á thì em sẽ nói chung là cũng đã xác định, nhưng mà khi mà đến 3 năm thì em mới là dừng lại và em hỏi là mình có thể đi tiếp với họ cái con người như này được không, nếu mà mình chấp nhận thì mình đi, còn không á thì mình nên dừng lại để cho bản thân mình còn có những cơ hội khác. Thế là em chọn cách là dừng lại. Rất văn minh ha. Dạ. Tôn trọng nhau, hỏi ý kiến lẫn nhau. Nhà trai sao? Được tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Nhưng cái mối tình này thì nói chung có mối... Mối sâu, mối không sâu. Còn mối sâu, mối không sâu. Nào sâu đâu. Dài nhất được 2 năm ạ. Cái mối tình đầu tiên của em thì thời học sinh cấp 3 thì em đơn phương bạn kia. Lớp 11 lên lớp 12. Thì em viết thư tình dữ lắm. Sao? Nhưng mà bạn nó không có đồng ý. Rồi cái mối tình 2 năm đó sao chia tay? Mối tình 2 năm thì bắt đầu lên là đại học thì em có quen một bạn ở ngoài Hà Giang. Hai đứa quen nhau qua mạng. Em yêu xa 5 rưỡi. Sau đó em mới ra Hà Nội gặp bạn đó. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái coi sao, nãy giờ tội nghiệp bỏ nhà gái. Trời ơi chào em gái dễ thương quá. Dễ thương lắm. Mình nghe mình có mối tình, mình nghe bên kia có 3 mối rồi. Ai tôi cũng mình dễ thấy thương. Sao? Em thấy cũng bình thường ạ. Bình thường đúng không? Mối tình thời học sinh đó mà. Dạ. Bây giờ nè, mình muốn có một người yêu lý tưởng ra sao? Em muốn tìm một người là chín chắn, trưởng thành và chia sẻ, chung thủy. Em nghĩ là em cũng rất là bận rộn nên thành ra là em cũng không thích một người mà lăng nhăng. Mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát họ, mà em không thích. Em thích là họ tự do, họ có thể tự kiểm soát được họ, em cũng có thể tự kiểm soát được em. Và đừng làm gì đó lỗi với cái người kia. Dạ đúng rồi.
Khoảng bao lâu mình kết hôn được? Bởi vì mình còn trẻ tuổi quá. Dạ, em dự tính thì 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Hợp lý. Được, rất hợp lý. Bên đây thì sao? Ừ. Em đủ trưởng thành để đủ lòng bao dung cho bạn nữ và đủ tự kiểm soát tự được bản soát thân mình bản không? Thân mình. Ừ, không, bạn bên kia rất là dễ thương luôn. Bên đây mớm mớm giống Ngọc Lan, Ngọc Lan thích lắm bạn bên đó đó. Bạn này dễ thương. Thật ra một cái nét đẹp của người Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Em thì em thích một người con gái họ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn, thiên về hướng gia đình. Ngoài ra thì cô ấy là một cô gái tự chủ và độc lập về tài chính. Không phải là vì em không lo lắng được cho gia đình mà để những cái lúc mà có vấn đề gì thì cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân mình được. Ngoại hình thì em không yêu cầu nhiều. Trên một khoảng 1m55 đổ lên là được. Gương mặt dễ thương, cân đối là được. Trời, quá dễ thương. Yên tâm, tôi qua tôi coi mắt tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. Về chỗ, trả lại không gian cho nhau bà mối. Lớn quá. Những cái yêu cầu của hai bên tôi thấy rằng rất là hợp lý. Mỗi bên gần như nó chiếm khoảng 90% trở lên. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cái mình cho gặp mặt. Dạ. Luôn ha. Em gái đi với ai cưng? Em không có ai hết. Vậy thì em có chị, không sao hết. Rồi em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với hai anh bạn đồng nghiệp và bạn của anh bạn. Rồi. Dạ. Sao mình có ý kiến nào không hay anh? Nói chung là em Đức đó thì thấy cũng được đó. Anh thấy cũng ok đó. Nhưng mà do là do em. Đức nó hiền không? Rất là dễ thương. Dễ thương không? Trong công việc rồi này kia nọ làm rất là chuẩn. Chơi với bạn bè đẹp không? Tốt lắm. Tốt lắm hả? Có người yêu lăng nhăng không? Không, cái đó là không có. Không cái có đâu. Chắc là không có. Hay có cô gái nào tìm không? Không luôn. Tại vì đi làm chung với nhau hàng ngày mà. Ở chung anh em, ở chung với nhau làm chung mà. Nghe biết được cái bản tính của em của mình nó như thế nào. Trước khi đi đến đây nó có dặn gì không? Không, không dặn. Đó được. Không có dặn thôi, được đó. Tôi hỏi cho. Ghê. Tôi bảo vệ bạn gái bên kia. Bởi hỏi vậy chứ nhiều khi nó dặn trước á. Đúng là kinh nghiệm làm mai 10 năm mọi người. Ngọc Lan không nghĩ ra cái câu hỏi đó luôn á. Được, anh rất là thật luôn không? Nói như thế để rằng là không có dặn gì hết đó. Có sao nói vậy người ơi. Vậy là cặp này hợp lý ha. Tại tôi thấy em gái em kia dễ thương quá. Dễ thương quá. Tìm hiểu cho nó cặn kẽ không? Cái gì có gì nói thiệt. Không những là một mình chị bảo vệ em mà ngay cả ông Mai bên kia cũng bảo vệ em. Nên em cứ an tâm nha. An tâm nha. Thôi mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Hôm nay tham dự chương trình thì anh có món quà tặng em. Em có thể mở ra xem ạ. Đây là một cái móc chìa khóa. Ngày hôm nay thì tham dự chương trình anh không có tặng hoa. Bởi vì anh nghĩ rằng hoa thì theo thời gian nó cũng sẽ úa tàn. Nhưng mà cái này thì nó có ý nghĩa đó là khi mà em treo vào cái chìa khóa của em ấy thì anh ngày hôm nay anh có một cái lời nhắn nhủ dành cho em, đó là em đi làm hay đi đường em chú ý cẩn thận. Và khi em nhìn thấy cái móc chìa khóa này thì em nghĩ tới anh ở bên cạnh và anh sẽ luôn ở bên cạnh em để chia sẻ và tâm sự động viên với em. Bởi vì anh biết rằng anh cũng làm kinh doanh, công việc kinh doanh thì sẽ có những lúc nó lên xuống, nó không như những công việc khác. Thì mình cố gắng vững chí bền lòng và có gì chúng ta chia sẻ với nhau. Đó. Hay cảm quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất tâm lý. Thích nhất là cái món quà để nhắc nhở bạn gái là đi đứng là cẩn thận. Em gái cảm nhận chàng trai thế nào? Em thấy bạn nam rất là được ạ. Nói chung là đến đây em cũng nói trong đầu là em kêu là sẽ chọn một cái người bạn mà thích thể thao á, để sáng ngày cùng đi chạy bộ á. Thì mình chạy một mình buồn lắm, nên là cũng muốn tìm một người bạn có thể là chạy bộ cùng mình. Em ở quận mấy nhỉ? Em ở Tân Bình. Thì anh chạy qua Tân Bình nha, sáng mai 5 giờ anh chạy qua Tân Bình. Ông dễ sợ thế. Ok. Rất là được luôn. Thì như lúc nãy thì em có chia sẻ là dự tính 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ lập gia đình. Nhưng anh dự tính khoảng 1 năm nữa sẽ lập, bởi vì cái tuổi của chúng mình là cũng đến tuổi như cũng phải lập kế hoạch cho cái cuộc đời của mình rồi. Đó. Thì cơ khoảng 26, 27 tuổi là kết hôn được rồi. Thế để muộn quá thì nó cũng không hay, sau này con cái nó cũng muộn.
hy vọng rằng là trong một năm sắp tới thì em sẽ cho anh nhiều cơ hội để anh có thể ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em mà dành cho em những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Anh biết rằng thì không có ai là hoàn hảo cả. Thì hy vọng rằng là những cái lúc mà anh có những cái gì đó nó chưa được theo ý em chẳng hạn, thì hy vọng rằng là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau chia sẻ và bàn bạc, đừng có cãi lộn hay gì cả. Anh không thích cãi lộn. Anh nói rất là giống, kiểu như giống em á, là em cũng nói là em không thích một người gia trưởng, nhưng mà nếu mà em có cái gì đó thì hai người cùng ngồi xuống, em sai thì góp ý, anh sai góp ý, thì em thấy như thế rất là tuyệt vời. Em rất là thích kiểu như vậy, cái gì không, đừng có cãi nhau, để em thích như thế. Hai người chia sẻ với nhau. Khi mà anh đăng ký tham dự chương trình này thì anh mong muốn là tìm một bạn nữ quê ở miền Trung. Em biết tại sao không? Bởi vì là khi mà mình có những cái người miền cùng vùng miền với nhau ấy, thì nó có nhiều cái về văn hóa này, cái ngôn ngữ này, nó cũng dễ hòa đồng hơn và dễ chia sẻ hơn. Và sau này thì mình đi lại nó cũng thuận tiện hơn. Chung là chúng ta có nhiều điểm chung đấy để chia sẻ với nhau. Hay là quá. Thì thôi chúng ta bấm nút thôi. Chừng từ gì nữa hả? Hãy để tay vào nút bấm các bạn. Rất hợp lý. Nào, bây giờ chúng ta đủ sức để quyết định một điều gì đó quan trọng đến cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm qua hai bạn không gặp được ai, không gắn kết được với ai thì định mệnh rồi, hai bạn đến đây để gặp nhau. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi thấy rằng thời khắc rất hợp lý, câu chuyện rất hợp lý, tình cảm của hai bạn cũng rất hợp lý, hai người cũng hiểu nhau rất nhiều vấn đề, nhiều vấn đề đã là của chung rồi đó. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian, bấm luôn. Tuyệt vời. Đấy. Chúc mừng hai bạn. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Tay em ấm. Ấm rồi. Tay anh hơi lạnh, đây hôm nay có cái máy lạnh. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Thật là đẹp đôi lắm. Thật là dễ thương vô cùng luôn vậy đó. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Một ngày Valentine rất là thành công, rất là nhiều niềm vui, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này xin gửi đến những cặp đôi đang yêu nhau, đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau, và những cặp đôi đang đến một ngày lễ hội Valentine thật là hạnh phúc nha. Dạ có được một bé, đang sống với một bé và một bé sống với mẹ. À tức là có vậy hai là bé. Hai bé luôn. Vâng đúng rồi. Thì em có ngại không? Vấn đề ở đây là em không ngại, nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay. Cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia kia nọ. À là đi cùng là... em. Vâng đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt con đường còn lại thôi. Dễ thương. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Dương Quân Tiến, hiện tại là 34 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Tuyến là làm về gì ta? Dạ em làm bên thiết kế về thiết bên kế. Nội thất. Bây mời giờ mình nhà gái. Đến với nhà gái nè. Dạ em là Lê Thị Hà, em sinh ra ở Đồng Nai, hiện tại em ở và làm việc ở quận 7 ạ. Sinh năm 89 ạ. Làm gì hả? Dạ em làm nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ. Rồi bây giờ Tuyến nói một chút về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Về ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe, chịu học hỏi, có thể là học hỏi bất cứ mọi thứ. Học bất cứ cái gì, học rất nhanh đúng không? Vâng. Khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng. Bây giờ chị mình đến với ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè. Dạ vâng. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi, cũng như là lắng nghe sự chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì hay hờn vô cớ một chút. Với lại sống hơi nội tâm một chút á, kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á. Đường tình duyên của Tuyến sao? Đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi. Lận đận là lận đận thế nào? Cũng trải qua cũng hai mối tình. Hai mối hả? Vâng. Mối dài nhất nhiêu? Mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé.
đang sống với một bé và một bé sống với mẹ. À, tức là có vậy hai bé. Hai bé luôn. Vâng, đúng rồi. Con lớn nhất là mấy tuổi rồi, Tuyến? Dạ, bé 8 tuổi ạ. Ở với mẹ? Vâng, đúng rồi. Bé nhỏ nhất thì được 4 tuổi ạ. 4 tuổi ở với ai? Đang ở với em ạ. Hiện tại thì mẹ bé đang ở Cà Mau. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình, con này con kia. Một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi. Đó là do mình. Ừ. Đó là do mình. Nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa? Là chỉ có hai cha con chăm hai nhau cha con thôi. Không, hay là có hiện ai tại phụ thì em gửi bé về nội cũng được 2 năm rồi. Nội ở đâu? Nội ở quê miền Tây ạ. Miền Tây là ở đâu? Dạ, hiện tại thì quê nội đang ở Cà Mau. Vậy thì em Sài Gòn một mình? Vâng, đúng rồi. Thuê nhà hay là... À, hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai. Là nhà của anh trai? Dạ, đúng rồi. Chút xíu nữa mình hỏi tiếp, tại vì Lan cũng có rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi bạn đó. Chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp. Đường tình duyên của mình xa. Dạ, đường tình duyên thì cũng hơi đầu hoa một chút. Nhưng mà chính thức thì cũng có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì chắc tầm 3 năm. Mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ. Dạ, nhưng mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi. Dạ, và hiện tại đang ở với con. Nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á. Thì em có ngại không? Vấn đề ở đây là em không ngại. Nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó. Có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ. Đúng rồi. Bây giờ em trai nè, em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào? Biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm. Còn về ngoại hình thì nói chung là cũng chiều mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em. Sau này có nụ cười dễ thương nè, mái tóc cũng tương đối là dài. Nụ cười rất là xinh, rạng rỡ. Giọng nói thì rất là... Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào nhà gái, dễ thương. Dễ thương lắm. Đúng rồi, mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con. Con cũng muốn là bên đó cao 1m7 trở lên. Không nhuộm tóc thì càng tốt. Con cũng, nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích. Không hút thuốc thì càng tốt hơn nữa. Dạ, chủ yếu là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn được quan tâm, được lắng nghe và chia sẻ. Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có thể là 90%. Bây giờ mình đi với ai vậy? Hai người chị. Nhưng mà hai người chị đang bận tí việc là không có qua được á. Được dạ, rồi. Không sao, có chú Quyền Linh. Mình đi với ai cơ? Dạ, em có chị Ngọc Lan. À, dễ thương quá. Khỏe re. Bên đó có Ngọc Lan, bên đây có Quyền Linh. Mở rào. Trai bên đó dễ thương á, chị thấy ok. Bắt đầu đi em trai. Chào. Mạnh dạn lên nào. Đây, em có món quà dành tặng cho em. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình trái tim nha mọi người. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước đi ạ. Anh nhường quyền cho em. À, anh nhường quyền em hả? À, thì em nhìn anh thì cũng dễ gần, cũng hiền. Dạ vâng, nói chung là cũng có rung động. Còn nhà mình có mấy anh em ạ? Anh thì 4 chị em. Dạ, 4 chị em. Anh Út. Anh Út à? Em cũng Út. Nhà em thì 5 anh em. À, quê của mình là ở Cà Mau luôn hả? Đúng rồi, quê anh ở Cà Mau. À, em thì quê em ở gốc thì ở Bình Định. Anh có sợ giỏ Bình Định không? Cũng hơi sợ đó. Nhưng mà... Vậy có giỏ hả? Nói hù cho vui thôi chứ em sẽ ở Đồng Nai. Không biết giỡn đâu. Cảm ơn vì quê đã Đồng Nai. Dạ. Chứ anh sợ, hơi bị sợ về môn võ của Bình Định ấy. Dạ vâng. Hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em. Dạ, tại vì cái định hướng của em á, lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang ngưng động. Chắc có lẽ là trong 1 năm tới hoặc 2 năm tới thì em sẽ xây dựng lại. Rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái? Thì cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy. Gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia nọ. À, là đi cùng là... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Em, anh hỏi vấn đề này nhé. Về vấn đề về con ấy, hiện tại đang nuôi một bé. Bé trai 4 tuổi. Cũng kháo khỉnh lắm. Thì em
cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế? Đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi. Em rất là thương trẻ con. Nhà em thì hiện tại mới có 3 cháu thôi. Nhưng mà 3 cháu đều là lúc nhỏ là đều là em chăm cả. Nên là em rất là thương con nít. Dạ vâng. Nên là anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó. Nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ, anh đừng nói cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì, anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được. Em rất là hiện đại luôn đó em gái. Dạ. Hay đó. Thì cũng nhiều lúc mình cũng lo ngại vấn đề đó. Dạ, tại vì ạ. Thời buổi bây giờ nó cái gì nó cũng phát triển hết. Ví dụ mà con cái thì nó hơi nghịch tí. Dạ. Thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít á. Con nít thông minh thì mới hiếu động, mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi. Vâng, đúng rồi. Anh cũng có quan điểm như thế. Dạ vâng. Nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không? Cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên. Ừ. Tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn chọn con. Nên em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn ổn tí mình sẽ đem con lên. Nếu như mà cái anh phát triển bên nội thất, nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là làm bên chăm sóc khách hàng đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy, em có thể là chuyên về bên mạng đó, ok chứ? Nói chung là em cũng thích về kinh doanh. Cũng có dự định là sẽ kinh doanh. Và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình. Không muốn giao con cho mình cho ai cả. Điều đó anh rất thích. Trời ơi, hai bạn này đúng với một người chăm sóc khách hàng, nói chuyện rất là vừa lòng. Tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa lòng nhưng mà rất là chân thành, rất nha, vừa lòng Mai, chứ không phải là để vừa lòng khách hàng không đâu. Bây giờ em trai, em bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó, mình giao lưu cảm xúc, giao lưu âm nhạc chút xíu, rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện. Chào mừng đôi bàn tay em nhé. À dạ. Đó, hai tay nắm hai. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nắm hai chắc tay luôn. Là gần em nó sẽ lạnh. Dạ. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao sông, dù hoang tàng lãn quên nơi cuối đơn có em ghen chờ đợi anh. Mời nhà gái. Dạ. Nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện. Anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha. Anh đã xác định mới lên tới đây. Anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây. Nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á. Điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết cái khó điểm nào để mình chia sẻ và rỡ ra. Ok, khó mà không buông thì em chịu ạ. Rồi, ok. Em gái thông minh đấy. Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn, hoàn hảo và hạnh phúc. Vâng, em xin cảm ơn. Chúc bạn hạnh phúc nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Ưu điểm của em á là khá là ngoan. Em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi chứ còn khuya quá là em không có về. Thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ. Tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng. Thực ra thì cái tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á. Trời đất ơi, mười mấy năm yêu luôn á hả? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan.
Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em chào bạn Nam ạ. Em tên là Ngân và hiện tại là em đang làm bên lĩnh vực nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty bên Bình Tân. Dạ em sinh ra và lớn lên tại miền Tây nhưng mà là Tây Nguyên ạ. À. Tây Nguyên. Tại là em đang sinh năm 1991 ạ. Tây Nguyên mà ở vùng nào em? Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai. Dạ em ở Đắk Lắk ạ. Mời em trai. Chào đến chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Và đặc biệt chào bạn kế bên. Em tên Nguyễn Trung Mỹ, hiện tại 32 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Nghề nghiệp là quảng cáo. Trung Mỹ có ưu điểm, khuyết điểm gì Trung Mỹ? Ưu điểm thì là nói chung là người sống tình cảm. Khuyết điểm thì cũng có là nói chung là về cái thời gian. Càng làm công việc đó, nói chung là sắp xếp như công việc nó không được cái khoảng cách, công việc nó không được thoáng. Rồi, tính nên toán nó sẽ... cái thời gian làm công việc nó không được tốt khi... đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em á là khá là ngoan. Em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi chứ còn khuya quá là em không có về. Đi chơi là về sớm nha mọi người, nhưng mà sáng sớm về. Thêm một cái nữa là em rất là chung thủy trong tình yêu, thay đổi người yêu khi nào mà cảm thấy không phù hợp. Bạn trai mà nghe nói bạn gái đi chơi thiếu trễ quá đi luôn tới sáng luôn về. Có mấy người đi lớn tuổi ta nghe không? Vậy là dạ không chị. Thì thường á em là đi hay trước 11 giờ là em về. Đi cho sáng là ví dụ như là đi cho xa á thì mình phải đi qua sáng. Đi đêm, dạ. Đi qua đêm. Đường tình duyên của em trai sao nè? Em thì chúng trải qua có hai mối tình chính. Mối tình đầu tiên là 4 năm rưỡi, còn mối tình thứ hai là trải qua cũng 8 năm. Trời đất ơi, mười mấy năm yêu luôn á hả? 32 mà mười mấy năm yêu đương rồi chưa tính mấy mối tình phụ 2-3 tháng cộng lại nữa đó. Dứt khoát chưa? Dạ rồi. Giờ trống trải hết chưa? Dạ không. Thôi vậy an tâm rồi. Mình kể về tình trường của mình đi em. Tình trường của em thì có hai mối tình chính thức. Thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ. Tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng. Lâu nhất á, là 21 ngày, còn nhanh thì là 7 ngày. Thường thường em thấy mấy bạn á... Sao? Dạ. Mấy bạn nói sao? Hoặc có thể là do em không hiểu mấy bạn hay sao á. Nhưng mà em cảm giác như là mối tình đầu tiên á, là 21 ngày á. Cái đó là do lúc đó còn trẻ. Còn cái người sau này á, người ta thích mình giống như là cái cơn gió thoáng qua á. Nên là em nghĩ là mình nên rút lui. Cô gái này rất xinh đẹp luôn. Không có ai mà thích qua thoáng qua đâu. Đó, bây giờ bắt đầu một cái hành trình mới nè, là chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nha. Là bây giờ mình mong muốn một cái người bạn trai của mình nó như thế nào? Thực ra thì cái tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á. Vui vẻ, hòa đồng. Vì thực sự là cuộc sống ở bên ngoài á, nó đã đủ áp lực rồi. Em muốn là cả hai đều là người vui vẻ với nhau khi mà về nhà. Bạn trai phải là cái người gọi là... Đầu tiên phải là chững chạc, sau đó là phải tử tế và đàng hoàng. Có mấy cái tiêu chí mà em sợ. Em cứ nói đi, ra, cứ nói em đi. Phải nói ra thì người ta mới biết chứ. Không biết bạn trai bên kia cao bao nhiêu. Em muốn cao gì em nói muốn trước đi. Muốn cao nhiều nói. Bạn trai cao khoảng 1m70 cho tới 75. Vượt quá 75 là cũng không được à. Ủa sao vậy? Tại vì em thực ra em cũng không có cao nên là em không muốn cao quá. Rồi. Nó sẽ không hợp. Này là em hy sinh được mẹ để củng cố được con ấy chị. Nhưng mà thấp hơn 70 là không được luôn. Nếu mà thấp hơn 70 thì xuống 2 xăng cũng được chị. Cái người bạn nam đó là phải không rượu. Nhưng mà bia phải biết uống, không thuốc. Mà biết hút. Nhưng mà hút vép. Dạ. 81 tiêu chí á thì gặp đúng người thì mọi tiêu chí đều về không. Đó, câu này hay. Tiêu chí mình kiếm vợ làm sao? Nói chung là ưa nhìn, hiền và nó nói chung là cái tính mà cũng hướng nội chút xíu. Nhưng mà trong cái hướng nội cũng có chút pha ngoại cho nó gì đó cho nó... Cho nó sôi động, cho nó vui. Giữa nội giữa ngoại luôn ha. Để gặp nhau để họ tính thôi. Đúng rồi. Bây giờ hỏi kiến người thân đi. Dạ, em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với lại em đồng nghiệp ạ. Dạ, con chào chú Nguyên Linh, em chào chị Ngọc Lan và em chào tất cả mọi người ạ. Có nhiều câu là chị hay nói giỡn á, nên mạnh miệng lắm nhưng mà thật ra là bên trong... rất hiền, không có dám làm tổn thương ai hết á. Thì chị em là hồn tiếp người rất là... tiếp người của gia đình, rất là quan tâm người khác. Thì hồi nãy anh em nghe anh cái tiêu chí của anh á, thì em thấy chị em rất là phù hợp luôn. Còn về anh thì là em thấy anh... cái cách mà anh thể hiện bên ngoài để mà em cảm nhận được á, thì anh rất là hiền, rất là hòa đồng và rất là chân thật, chuẩn chạc nữa. Em cảm thấy là anh cũng rất là hợp với chị của em. Người ta mình đi với ai? Dạ, con đi của mình à. Rồi, một mình không sao. Chúc mình mở rào rồi mình cảm nhận thế nào. Rồi ông Mai bà mối góp ý để mình đưa ra quyết định chính xác ha. Dạ.
Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Anh qua đi. À, anh là đầu tiên gặp thì anh cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cái chương trình nói chung cũng rất cũng hơi gấp, cho nên là không chuẩn bị cái quà nó chu đáo. Nhưng về anh có một cái món quà nhỏ nhỏ là cái cây bút. Cây bút này thì nó gắn liền với anh là cũng hơn 10 năm. Anh muốn nhường lại nó để cho em và cùng viết tiếp những câu chuyện sau đó. Dạ, em có 10 năm quan trọng còn mực hơn. Dạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Thì đây là cuốn sách em chưa có đọc, nhưng mà em cũng rất là muốn đọc cuốn sách này. Không biết anh có thích đọc sách hay không ạ? À, có. Dạ, thì có gì anh đọc cuốn sách này xong có gì anh kể lại cho em. Dạ, em thì em rất là lười đọc sách, nên là em cũng hy vọng là sẽ kiếm được một người cũng thích đọc sách để truyền tải lại cho em thay vì em đọc. À, nói chung là anh cũng có hai cái hướng, là một là có cái sách để đọc riêng và có cái nữa sách để nghe. Sau chương trình thì có thể anh sẽ cho giới thiệu em cái tài khoản đó, điều cùng có thể những cái thể loại sách nó thích hợp. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Ờ, anh là ở hiện tại là mình đang làm ở Tây Ninh luôn hay sao ạ? Đúng rồi, hiện tại anh đang làm ở Tây Ninh. À. Em thì làm việc ở Sài Gòn. Sau này á mình quen nhau á thì anh có lên Sài Gòn một tuần khoảng được bao nhiêu lần ạ? Khi nào em cần và có kế hoạch gì đó thì anh sẽ sắp xếp. Dạ. Nên công việc của anh thì anh có thể chủ động được. Em á thì quan niệm của em á thuyền theo lái, gái theo chồng, phù hợp á thì em cũng có thể theo anh về dưới. À. Nhưng mà quan trọng là cái lúc ban đầu như thế nào thôi. Dạ. Mình dạ. Có đi được xa hơn hay không? Cái cảm xúc ban đầu thì nó cũng rất đặc biệt. Nhưng mà lần đầu gặp em anh rất anh thấy em rất dễ thương và anh rất mến. Như hiện tại là gia đình anh là ví dụ như sau này mà mình có đi xa hơn á thì là có ở chung với ba mẹ anh luôn đúng không? Hay là sao? Nếu mà đi nói chung ở nhà ba mẹ anh thì cũng thoáng lắm. Quan trọng là do ở cái con cái thôi. Con cái thấy chỗ nào mà thích hợp thì cứ nó phát triển. Ý với bạn gái hỏi em đang ở với ai, nói rõ thân nhân trong nhà luôn đi. Dâu rồi đó. Làm dâu hay không, đang ở với ai luôn? Ở nhà ở chung anh là có ba mẹ và em gái, vợ chồng của em gái. Hiện tại giống như anh đại loại giờ anh cũng đang kinh doanh ở ngoài. Nhưng mà cái hướng anh đại loại giống như anh đang tìm một cô nàng về để mà giống như là cái tóm kim thủ quỷ cho anh. Rồi em á thì thực ra thì ví dụ nếu như mà chồng của mình làm trong cái lĩnh vực kinh doanh á thì em chỉ giữ tiền một phần thôi, còn lại là vẫn phải để tiền cho chồng, tại vì cái công việc kinh doanh là nó cần sử dụng đến tiền nhiều chứ không phải là giữ hết. Đúng là em nói là anh hiểu đó, cho mình phải có những cái ngăn riêng của những từng khoản. Dạ. Hai bạn nói chuyện rất hợp với nhau luôn. Cho đó. Cho em hỏi một câu nữa. Nói đi cưng, nói đi cưng. Dạ. Nói đi. Không biết anh có gia trưởng không ạ? À, không, cái đó anh không có. Người này là không có rồi đó. Thấy rất là hiền lành luôn. Ví dụ như ba mẹ bên ngoại mà bệnh đồ này nọ các kiểu, không biết là anh có quan tâm hay không? Một khi đã về chung một nhà thì ba mẹ bên anh và ba mẹ bên em thì nói chung là tất cả thì là một. Thật ra là cổ là một người rất là sâu sắc với những cái câu hỏi mà cổ đặt ra. Thật ra hai người nói chuyện nãy giờ, cuộc nói chuyện rất là chín chắn. Em trai đứng lên nắm tay em gái, nhìn thẳng vào mắt em gái và nói đi cái cảm nhận của mình. Ông xin về cho em xem tay trước được không? Đấy là xem tay của bạn nam á chị. Tay của anh thì cũng là cũng hoa tay thì nói chung cũng nhiều. Nhưng mà có đào hoa không anh? Chứ em sợ đào hoa quá rồi em về em giữ không lại. Đào hoa là gì? Hoa tay thì nói chung là có để tượng trưng cho cái những cái việc mà có thể mình tốt nhất trong mình. Hồi em thực sự thì em cũng không quan tâm về cái hoa tay. Ừ. Dạ em quan tâm về cái lòng bàn tay thôi. 5 phút coi bói bắt đầu. Em không biết coi bói đâu nhưng mà em thích coi tay thôi. Tay trái tay phải? Nhưng em coi cả hai luôn á anh. Dạ em coi xong rồi. Coi xong chưa? Rồi sao? Sao thầy?
Thôi em coi có phù hợp với em không? Có hợp không thầy? Dạ em cảm nhận á. Dạ, coi sao mà cảm nhận được? Coi giùm hai cái bàn tay này có dẫn chương trình chung với nhau được tới 50 năm nữa không? Thôi em chỉ có cảm nhận được của bạn nam thôi. Rồi bây giờ hai người nắm tay nhau. Cho anh xin phép nha. Nắm tay nhau đi, hai tay luôn, nhìn dạ, nhau, giao lưu cảm xúc xíu nào. Đầu tiên thì lần đầu tiên gặp em ở chương trình này, và cũng nhờ chương trình này anh có thể gặp em, là một cái duyên nó không biết là nó gọi là như thế nào nữa. Nhưng mà cảm nhận đầu tiên anh thấy tim bàn tay em lạnh nhưng mà anh cảm thấy ấm. Em thấy bàn tay anh ấm. Anh giống như một cái máy điều hòa vậy đó, di động. Khi mà trời lạnh đó, 37 độ C là được rồi anh. Trời lạnh thì người anh nó ấm, còn mà trời nóng thì người anh lạnh. Bà em nói lên nếu mà gặp anh nào mà sáng chói, trời sói chán á, với lại bụng bự là được, là cứ bấm chuông. Là sói chán á? Dạ đúng rồi, sáng chói sói chán. Rồi, có bụng bự luôn. Ta có thể hát một đoạn nào đó tặng em gái đi. Hợp á. Này là em gì ơi, ở lại và yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong. Bên dòng sông, người có nhớ có chăng ai. Có A nữa nha. Dễ thương quá, một câu đó thôi là đủ rồi mọi người. Bao nhiêu đó thôi là đủ thuyết phục một cô gái rồi. Rung mà hát cà lắm luôn rồi. Sao phải đây là người có thể cùng mình đi cùng trời của đất hay không? Bấm cái nút đó là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Anh bên kia em bấm lẹ lắm. Bên đây lẹ lắm. Em gái còn bấm chậm chứ bên đây vừa ngồi là bấm luôn. Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nào nắm tay nhau nào. Xen tay vào. Đấy, tình yêu nó phải là như thế. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Hạnh phúc của những cặp đôi bấm nút hẹn hò, sự dễ thương của họ chính là hạnh phúc của chúng tôi. Đá banh với bơi lội chị. Nhưng mà chơi thể thao mà nó cũng chưa có gọn lắm á. Đang nghỉ dịch lâu á. Nghỉ dịch hả trời ơi. Hiện tại thì có hai mối tình chính thức. Hiện tại đang có hai mối tình luôn hả? Dạ em thì trước giờ em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, cô gái của tôi còn trong trắng lắm nha. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Con tên Phan Hoàng Minh, năm nay 29 tuổi. Hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh làm gì Minh? Dạ, con đang làm nhân viên giao nhận hàng hóa. Bây giờ mình tới với bạn nữ nè. Chào chị Ngọc Lan, dạ con chào chú Quyền Linh. Con chào tất cả khán giả có mặt tại trường quay. Dạ con tên là Cẩm Tiên. Dạ con năm nay 23 tuổi và con làm nhân viên bán hàng. Con làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tiên cho nhà trai biết một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em rung quá. Thôi về nhà trai giới thiệu trước đi. Điểm mạnh điểm yếu là mình là gì, giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Điểm mạnh của con là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, không hút thuốc, biết chơi thể thao được hai môn luôn. Môn gì nè? Đá banh với bơi lội chị. Nhưng mà chơi thể thao mà nó cũng chưa có gọn lắm á. Đang nghỉ dịch lâu á. Nghỉ dịch hả trời ơi. Hàng chi nó cũng chưa gọn lắm. Thật ra giờ con phải tập cho nó gọn xíu nữa. Ủa bên đó không có được gọn hả? Nó cũng gọn chắc nhưng mà nó cũng có nơi cũng chưa gọn lắm. Rồi điểm yếu là gì? Trong công việc thì nó hơi cứng đầu đấy. Nhiều lúc bạn bè khuyên thì phải một hai lần mới nghe. Chứ khuyên một lần chưa nghe đâu. Trời đất ơi. Nhiều khi bạn bè khuyên đúng phải nghe nha. Dạ. Cái đó thì tiếp thu hơi chậm. Hơi chậm ha. Sẽ nghe. Mời nhà gái. Dạ. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng.
tận tụy trong công việc. Với lại em không có thích tọc mạch mà bới móc về chuyện đời tư của những người khác á. Còn điểm yếu thì em hơi ít nói, trầm tính, đôi khi mình không có biết cách chia sẻ cái cảm xúc của mình. Anh có mấy mối tình rồi Minh? Hiện tại thì có 2 mối tình chính thức. Hiện tại đang có 2 mối tình luôn hả? Đã trước đó. Cái hiện tại giật mình, mối dài nhất nhiêu, ngắn nhất nhiêu? 2 cái đồng năm. Bạn nữ về quê làm, không có ở thành phố nữa. Kêu về chung mà không có được. À, kêu về chung mà mình không về đúng không? Không lẽ 2 bạn kêu về chung luôn hả? Trời đất. Vậy bạn nữ nãy ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Anh ở đâu kêu về chung không sao? Rồi bây giờ mình nghe tình trường của bạn nữ nè. Dạ em thì trước giờ em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, trời ơi, cô gái của tôi còn trong trắng lắm nha. Để tôi qua đây tôi coi. Đây thật ra yêu cũng chưa có nhiều, yêu chút chút thôi cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu. Không có gọn đều. Ơ nhưng mà dễ thương lắm nha. Vậy thì bây giờ mình có một cái nhu cầu về cái người bạn gái sắp tới của mình là như thế nào không? Em thì chỉ cần hiền, ngoan, có hiền, biết ngoan. Chút với lại nấu ăn là được. Tại vì nấu ăn em lo được. À, vậy được đó. Bên kia người ta chưa có mối tình nào hết trơn. Người ta không có kinh nghiệm đó. Có gì em chỉ. Được rồi. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Rồi, chào con gái. Định chừng nào có người yêu? Dạ, thì khi nào mà có gặp người được người hợp ý thì con mới có người yêu chứ. Người hợp ý là sao, nói chú biết được không? Ảnh là vui vẻ, hòa đồng, tại vì con hơi ít nói rồi. Thì con muốn ảnh nói nhiều, nhiều khi để chọc cho con cười này nọ. Người kia khỏi còn chọc con cũng cười nữa. Dạ chứ. Một ít hút thuốc, rồi ít nhậu nhẹ. Bên kia không có gì chân luôn, không có thuốc, không nhậu luôn. Tốt bụng, hiền lành. Bụng là tốt rồi đó, yên tâm. Chú biết bụng bên đó là tốt rồi, không có lo gì hết á. Dạ. Khoảng chừng nào thì con sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn? Thì mẹ con cũng hay nói là chơi cho đã đi, rồi tới 25, 26 thì mình kết hôn. 2-3 năm nữa. Bên đây 29, sao mà mối thấy được ha? Thấy chịu. Chịu ha, chịu. Tôi thấy tôi cũng được á. Nhưng mà không biết là người thân như thế nào đó. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi đi, Cưng đi với ai? Dạ đi với mẹ với chị. Nói chung là tùy các cháu thôi. Bây giờ muốn trong năm nay cũng được, và muốn hẹn hò theo ý cháu vài ba năm nữa, thì nếu mà Minh nó chịu, nó chờ được, nó chịu được thì theo ý nó luôn. Dạ, nó có phải làm dâu không? Trời ơi, chị rất là thoải mái lắm, không có bắt làm dâu. Về muốn làm dâu thì làm dâu, mà muốn xin ở riêng là cho liền, chấp nhận liền. Dạ. Và khi ra riêng thì sẽ cho một số vốn để làm ăn, tụi con muốn làm gì làm. Mẹ chỉ cho giúp con một cái khởi đầu, bước đầu vậy thôi. Quá tuyệt vời. Mẹ chồng tuyệt vời luôn rồi. Dạ. Cô vậy cô mong muốn có người con dâu như thế nào cô? Muốn có con dâu à, biết lễ phép, ngoan hiền, biết người trên kẻ dưới. Cũng như là mình về làm dâu ở trong gia đình á, mình đi ra ngoài mình đi làm á, mình gặp lối xóm như ông bà hoặc là cô chú bác, anh chị, mình chỉ cần gật đầu mình chào người ta một cái thôi là được rồi. Còn đi về không phải lo cơm nước gì, ví dụ như mẹ ở nhà thì mẹ lo hết. Về con có cái gì phụ mẹ, làm được cái gì thì làm, con nặng mẹ làm hết. Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều. Mẹ chồng tương lai của ai đó. Dạ, dạ con cảm ơn cô, cảm ơn chị. Được ha. Em cảm ơn anh. Vậy là được con hả? Thấy khỏe rồi ha. Dạ. Nếu mà hai đứa mà được đến nhau thì bà mẹ chồng là số 1 rồi ha. Dạ. Giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè. Tôi lộn chịu chỗ. Dạ em đi với mẹ. Sao mình thấy con rể tương lai đó được không? Thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Thấy cũng được hiền. Nhờ bên chàng rể này nè bảo bọc con gái mình. Rồi hai bà xui cũng hiền ha. Hiền khô à. Đi về nhà trai mình nói một câu gì với nhà gái. Nói chung nếu mà cháu nó có đủ duyên phận của nó mà thành đôi thành cặp đó, thì em cũng xin hứa là sẽ bao bọc cháu như con của mình vậy đó, như con gái của mình vậy đó. Dạ cũng cảm ơn cô. Quá đã quá đất luôn nội. Mình bị hạnh phúc lây á. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai đứa trẻ nó mở rào. Tiến tới luôn mình. Chào em, anh có món quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Bông hoa rất là xinh.
em thì em cũng có một món quà tặng cho anh. À, cảm ơn em. Đó, lần đầu tiên mình gặp gỡ, mình cảm nhận đối phương như thế nào? Con thì thấy em nó dễ thương, nhỏ nhắn, hợp với cái mẫu người của con. Hợp quá ha. Thì em cũng thấy anh tròn, dễ thương thì... Hơi giống gấu bọc tí. Em thì cũng thích những người tròn tròn thì có cảm giác người ấm áp vậy đó. Dạ. Sợ ôm không vừa đó. Đâu đứng bên đứng lại gần coi. Đâu anh ôm cao thưởng dòng với nó, ôm thưởng dòng với ôm cái anh mét 7. Em có mét rưỡi nha. Mét rưỡi cũng hợp đâu, đứng sát bên coi. Đâu mình thử choàng cái tay qua bụng coi có nó hợp ấm áp không? Chắc hợp được. Hai tay luôn. Lấy cái tay kia ra mình. Lấy cái tay kia ra. Chắc cũng được. Đúng rồi đó, rồi thử lại coi. Thử mà lại giống thôi. Như mình ngồi xe vậy đó. Đó, ừ đó rồi để nguyên trình hình vòng. Chưa, để y nguyên, làm lại mình đưa tay lên. Đúng rồi, ta thử vòng đó rồi giữ nguyên. Chụp tấm hình lưu niệm. Rồi, được. Em thì em không có biết nấu ăn nhiều, em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Thì anh có biết nấu ăn không? Từ đơn giản đến phức tạp anh làm được hết. Em hiện tại giờ đang ở quận mấy? Em đang ở Bình Chánh. Bình Chánh. Còn anh ở quận mấy? Anh bên Gò Vấp. À, Gò Vấp thì cũng hơi xa. Nhưng mà không sao, nó đi giao liên quận mà. Lần này về nó nhận giao Bình Chánh không? Chắc đăng ký bụng nó luôn. Đăng ký bụng nó luôn đó con. Được á. Công việc của mình là giờ hành chánh luôn hay sao? Dạ, công việc của em thì làm giờ hành chánh. Từ tới 5 giờ là em nghỉ rồi. Anh thì rảnh, đa số là rảnh buổi tối. Thì em cũng rảnh buổi tối. Tiện đồ thì ghé. Dạ, thì anh có thể ráng ghé nhà em chơi. Không tiện cũng ghé. Tình yêu mà đang cua nữa, nhiệt tình lên, không tiện cũng ghé. Mình tiến tới đi. Hai đứa nắm tay nhìn thẳng mắt nhau đi. Hai tao không phải bắt tay. Dễ thương quá, bé này thấy cưng quá. Muốn rụng tim. Muốn rụng tim luôn hả? Vậy nó vừa được rồi đó. Con thấy con nắm tay bạn trai á, con thấy sao, con thích không? Dạ thì con, giờ con rụng quá, con cũng không nói gì được. Nhưng mà có cảm xúc gì với người đối diện không? Thì cũng có ấn tượng tốt như đầu tiên với anh. À. Dạ. Mình... dạ anh cũng hiền với vui vẻ. Có phải là người phù hợp với con không? Dạ cũng phải. Mình hát bài nào đó tặng cho bạn gái đi. Giờ anh có nhớ khúc nào con hát khúc đó. Đúng rồi, nhớ khúc nào con hát khúc đó. Con hát cháu lên 3 lên 4 cũng được. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình để vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. À, nhà gái suy nghĩ cho nó kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là bấm vào cái nút đó. Dạ. Bấm vào nút đó, bấm cái nút để xin phép người lớn cho mình hẹn hò với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó đẹp lắm á. Xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Con hứa cái gì đó. Xin phép bác cho con được hẹn hò với em. Nếu mà được cưới em và làm vợ thì con sẽ Một lòng một dạ với em, chăm sóc em đến suốt đời. Cũng vui đó, nhưng mà hy vọng lời nói của cháu là bằng tấm lòng, bằng sự thật nha, để chở che cho con gái của bác. Nói chuyện với bác vài câu đi. Dạ, con chào bác. Con thì con cũng ít nói, con không biết nói gì hết. Thì con cũng hứa với bác là mai mốt con nếu mà có về làm dâu cho bác á thì con sẽ hiếu thuận, đối xử tốt với chị em trong nhà. Có gì bằng cả. À, bây giờ hai đứa ôm nhau một cái thôi. Ôm chặt nhau bây giờ đó. Đó, đứng yên nguyên chụp tấm hình. Trời ơi nó đẹp. Bây giờ thì chương trình sẽ có những phần quà dành cho hai đứa. À, giống như trời sinh ra là của nhau vậy. Họ có gương mặt phu thê, có những tính tình gần như hợp nhau, có tất cả mọi điều hợp nhau hết. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem những cái cảm xúc gì sẽ có ở trên sân khấu này nha. Xin mời quý vị.